Ngày 3 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm hỏi và tặng quà các đơn vị quân đội tăng cường tham gia chống dịch COVID-19 tại quận 5, quận 8 và quận 10. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ mong mỏi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhắc nhở hiện nay có nhiều nơi thiếu các phương án, không có ban chỉ huy thống nhất để chỉ huy các lực lượng cơ sở xã, phường, thị trấn. Lực lượng cơ sở đông mà không phối hợp chặt chẽ thì dễ bị đánh thủng. Đồng chí nhấn mạnh, pháo đài mạnh hay không nằm ở khâu phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng địa phương và lực lượng tăng cường. Đồng chí lưu ý, bộ đội phải gặp trực tiếp người dân, nói cho dân hiểu, dân làm, thấu hiểu mong muốn của người dân để kịp thời hỗ trợ. Từng cán bộ chiến sĩ phải ý thức được trách nhiệm của mình, khi đến dân đón chào, khi về cảm thấy lưu luyến, trân trọng và để lại trong lòng người dân những hình ảnh đẹp, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương. Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ trường sĩ quan lục quân 2, trung đoàn bộ binh 31, thuộc sư đoàn bộ binh 309, quân đoàn 4. Trung đoàn bộ binh 88 thuộc sư đoàn 302 quân khu 7 và sư đoàn 302 thuộc quân khu 7 được tăng cường làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19.